Nên trong khi tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngài Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngài Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tất cả quý vị quan khách trong ngày hôm nay, đặc biệt cho tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhân dân Việt Nam đã trao huân chương này cho tôi. Về mặt cá nhân, tôi càng cảm thấy tự hào và ý nghĩa khi biết rằng đây là tấm huân chương đầu tiên được trao cho người nước ngoài trong lĩnh vực bóng đá. Tôi nghĩ không mất tấm huân chương này chỉ là tấm huân chương mà tôi đại diện cho tập thể cầu thủ và tập thể ban huấn luyện, tập thể hậu cần và tất cả các thành viên trong ban huấn luyện đã nỗ lực để tạo ra kết quả trong thời gian qua. Tôi hiểu ý nghĩa của tấm huân chương này là mong muốn chúng tôi nỗ lực hơn nữa để sự phát triển của bóng đá Việt Nam, và tôi cũng cảm thấy nặng nề hơn nữa về trách nhiệm đối với bóng đá Việt Nam. Hiện nay ở Việt Nam corona lan rộng và chúng ta và giới bóng đá của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, đó là giải ký ở trong nước ngừng thi đấu, các giải thi đấu quốc tế đều bị kéo dài hoặc trì hoãn. Theo dõi các thời kỳ khó khăn này, và đây là quãng thời gian để tôi dành cho đầu tư để xây dựng đội bóng đá Việt Nam mạnh mẽ hơn. Tôi sẽ tiếp tục phát huy mọi năng lực để tìm kiếm các cầu thủ và đẩy mạnh thực hiện mạnh mẽ hơn chiến thuật cho đội tuyển. Và cuối cùng, xin thưa các quý vị, tất cả thành viên của ban đội tuyển chúng tôi và trong tình hình khó khăn tổng thể của toàn xã hội cũng đã giúp đỡ chúng tôi về mặt tinh thần và vật chất, tuân thủ đầy đủ các quy định về phòng chống dịch của đội tuyển quốc gia, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để duy trì phong độ cho đến khi tình hình tốt đẹp hơn. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn các cơ quan hữu quan, các quý vị quan khách và nhân dân Việt Nam đã trao tấm huân chương này cho tôi. Xin cảm ơn. Hay của một đội viên Phan So không thể không nhắc tới những cống hiến của đội ngũ các trợ lý. Sau tiếp tục được đón nhận vinh dự khi được trao huân chương lao động hạng nhì, với huân chương Phan So đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ thay mặt cho lãnh đạo.